tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng các nàng hậu xúc động khi đến thăm hỏi gia đình có người thân ra đi vì lũ lụt. Bà Phạm Kim Dung, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cho biết cả đoàn gồm 12 người, trong đó có Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vi, Lương Thùy Linh đã tới miền Trung 4 ngày qua. Bà cho hay danh sách các gia đình khó khăn mà đoàn tới trao quà do chính quyền địa phương đưa ra. Chúng tôi không phát nhu yếu phẩm mà gửi tiền mặt cho bà con, các tỉnh Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Mỗi gia đình chúng tôi gửi từ 1 đến 5 triệu đồng, tùy vào thiệt hại. Riêng gia đình có người phụ nữ mang bầu và gia đình có em bé bị lũ cuốn trôi, chúng tôi đến thắp hương thăm hỏi và gửi mỗi nhà 10 triệu đồng. Chứng kiến sự mất mát, khó khăn chồng chất của người dân, cả đoàn đều cảm thấy xót xa. Chúng tôi chia thành 4 nhóm nhỏ để đến được nhiều địa điểm. Riêng ngày cuối cùng, chúng tôi trao 600 triệu đồng cho 600 hộ dân ở một xã ngã ba sông của tỉnh Quảng Bình. Tổng số tiền mà Quỹ Hoa hậu Việt Nam và tài khoản của đạo diễn Hoàng Nhật Nam và Trần Tiểu Vi nhận được là 10 tỷ đồng. 4 ngày qua, chúng tôi đã phát 3 tỷ đồng. Số còn lại sẽ được chúng tôi phát tiếp trong thời gian tới. Trong khi đó, ca sĩ Hồng Nhung đến Huế thăm gia đình của 17 công nhân xây dựng nhà máy thủy điện bị mất tích và 13 chiến sĩ hy sinh trên đường đi cứu trợ trong bão. Nữ diva chia sẻ những khoảnh khắc xúc động. Gia đình của họ dọn bàn thờ, cúng tuần cho những người con rời cõi tạm. Khi tóc còn xanh, để lại cha mẹ, anh em, vợ con, người yêu trẻ đang đỏ mắt khóc ròng. Gia đình em Ngô Viết Huy bồi hồi đón chúng tôi bằng sự chia sẻ mất mát không gì khỏa lấp. Người cha nắm tay tôi thật lâu, dặn dò như tôi là con trong nhà. Lời ông làm tôi nhớ đến câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Mẹ của đại úy Tôn Thất Bảo Phúc cầm tay tôi, khóc nức. Nó ăn cơm, tôi pha cho ly nước mát uống rồi đi, giờ đi luôn không về nữa. Hoa hậu Kỳ Duyên và người mẫu Minh Triệu cũng có 4 ngày ra miền Trung cứu trợ. Người đẹp Nam Định đã kêu gọi được gần 600 triệu đồng trong thời gian qua. Kỳ Duyên thông báo sau 4 ngày, đoàn của cô đã trao tặng 1.500 suất quà cho bà con tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.